Bước xuống phố lang thang, loanh quanh thấy em nhẹ nhàng. Bóng dáng ấy khiến anh hoang mang, gần như đã yêu vội vàng. Đâu sáng rồi, vậy còn anh vẫn cứ mãi đơn cô. Giá như đến nay anh vẫn còn gian đơn, lo lì. Ai để cho anh được chết chơ em nhiều rồi rồi về ngoài chẳng mình bao. Giờ dài thì chẳng được cao, tình yêu của anh đã trao. Em tính thế nào? Về đi về cho anh thành cô. Ba cái nữa. Đông sáng rồi, vậy còn anh đây vẫn cứ mãi đơn côi.
Hôm nay xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Cứ ngồi và tận hưởng, em ơi, mình sẽ dạy các bạn học. Học gì á? Bạn mình thuê hình như rồi. Học được các bạn phải có một chiếc máy tính hoặc ít nhất là một chiếc laptop. Đương nhiên phải có mẹ không? Bữa xuân phố lang thang, mười ba ngay cả bà Hương Ni. Nói chung không còn đội hoa như xưa nữa. Mà khá ổn.
Anh đã vội đuổi ta.